Dương Anh xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Dương Anh sẽ hướng dẫn cho các bác sử dụng cái chế phẩm BT cho cái hoa hồng để làm sao cho nó hiệu quả. Chế phẩm BT thì nó là một trong những loại chế phẩm sinh học khá là an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên là để sử dụng nó một cách hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Cái chế phẩm BT này thì thực chất nó là một cái loại vi sinh vật, nó có thể làm thủng ruột côn trùng nhưng nó lại hoàn toàn vô hại cho con người. Bởi cái chất độc BT thì nó sẽ không tan trong môi trường axit như là các môi trường của ruột, cái hệ thống tiêu hóa của người và động vật nữa. Đây là một trong những cái loại chế phẩm sinh học mà Dương Anh đã có video hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta nhân nuôi rồi, thì các bác có thể xem lại trên cái đường link bên dưới phần mô tả nhé. Và bởi vì nó là một dạng chế phẩm sinh học cho nên là cái tác dụng của nó sẽ chậm hơn so với lại các loại thuốc hóa học độc hại. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta sử dụng được đều đặn thường xuyên thì nó lại mang lại hiệu quả rất là tốt, và nó lại giúp cho chúng ta lại giãn cái thời gian và giảm thiểu, giúp cái cây trồng của chúng ta nó cũng nâng cao được cái sức đề kháng. Và để sử dụng nó một cách hiệu quả thì chúng ta cũng cần phải có một cái lịch phun làm sao cho nó hợp lý. Và đây là những cái kiến thức mà Dương Anh đúc rút được từ chính khu vườn của mình, sử dụng để nó hiệu quả nhất có thể. Và đầu tiên thì chúng ta cũng phải cần phải biết cách để chúng ta pha chế làm sao cho nó cái tỷ lệ nó tối ưu nhất. Ở đây Dương Anh cái chế phẩm BT thử cấp này thì Dương Anh sẽ pha là 10 ml cho 1 lít nước. Và nếu như chúng ta có được những cái chất bám dính sinh học ấy, thì chúng ta sẽ pha thêm cho nó để nó hiệu quả nhất. Chất bám dính sinh học thì chúng ta có thể lấy ngay từ những cái khu vườn của chúng ta như là cây nha đam này, cây rau đay này, hay là cây mồng tơi. Chúng ta xay nhỏ ra và chúng ta vắt lấy cái nước của nó nhé. Đây thì Dương Anh chuẩn bị sẵn là 2 lít nước rồi, mình sẽ pha vào 20 ml cái chế phẩm BT. Cái thời điểm mà thích hợp nhất để chúng ta phun nó là vào thời điểm chiều tối, và chúng ta cũng tránh phun vào những lúc mà trời đang nắng nóng, vì cái chế phẩm, vì cái con BT này ấy, thì nó sẽ hay bị chết ở dưới cái ánh nắng ấy. Cho nên là chúng ta nên tránh cái ánh nắng ra nhé. Và cái thời điểm mà chiều tối thì cũng là cái thời điểm mà côn trùng nó gây hại, nó bắt đầu hoạt động rất là mạnh. Trước đây thì Dương Anh phòng trị bệnh cho cây hoa hồng bằng phương pháp gọi là xịt nước. Phương pháp này cũng khá là hay, tuy nhiên thì nó lại có một cái nhược điểm, đó là rất là dễ bị nấm vào cái mùa mà mát ấy. Và cái cách xịt nước thì Dương Anh cũng sẽ xịt nước là dồn dập trong vòng 1 tuần đầu tiên, mỗi ngày 1-2 lần. Sau đó thì lại giãn thời gian ra là 3 ngày một lần, rồi cuối cùng là đến 7 ngày một lần. Và sau đó nếu đến mùa tốt ấy, ít sâu bệnh thì Dương Anh có thể phun nửa tháng một lần, xịt nước đều tất cả cũng được. Cách đó thì rất là hiệu quả và sạch sẽ. Tuy nhiên thì một số bác lại không thể có cái điều kiện để xịt nước như thế. Thì chúng ta cũng có thể là đem cái phương pháp gọi là xịt BT và cũng theo cái công thức đó để chúng ta áp dụng vào. Thông thường thì những cái cây mà đang bị bệnh nặng thì Dương Anh sẽ xịt cái chế phẩm BT này vào cứ chiều tối mát và trong 1 tuần đầu tiên là liên tục, mỗi ngày một lần. Sau đó thì Dương Anh lại giãn ra là tuần tiếp theo thì Dương Anh sẽ phun 3 ngày một lần. Và tuần tiếp theo nữa thì sẽ lại phun là 7 ngày một lần. Và cuối cùng bây giờ hiện tại thì Dương Anh chỉ phun nửa tháng một lần thôi. Cái ưu điểm của cái chế phẩm BT này thì chúng ta nhân nuôi nó bằng cái nước vôi trong ấy, cho nên nó có cái độ pH nó rất là cao. Và khi chúng ta phun lên lá cây thì nó cũng đồng thời phòng luôn cái bệnh nấm lá cho cây hoa hồng nhé. Và mùa này cây hoa hồng nó cũng rất là dễ bị nấm lá, cho nên chúng ta nếu như chúng ta phun được chế phẩm BT thì nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với các cái phương pháp như là xịt nước như trước đây. Cái chế phẩm BT này thì Dương Anh cũng nhân nuôi và cung cấp cho các bác, thì các bác có thể đặt mua trên website duonganh.vn nhé. Cái cách để chúng ta chăm sóc hoa hồng chỉ cần đều đặn một chút thì chúng ta sẽ có được những cái thành quả rất là tích cực, và Dương Anh hy vọng rằng mọi người cũng sẽ thành công trong việc chăm cây hoa hồng nó lên thật đẹp. Video này thì Dương Anh xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Dương Anh.